Thầy chào tất cả các em. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Đỗ Quang Huy, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên. Hôm nay rất vui thầy được cùng đồng hành với em tiếp chủ đề quang học, bài tập thấu kính hội tụ. Ở các bài trước, các em đã được học thấu kính hội tụ và ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em vận dụng những kiến thức đã học để làm một số bài tập về thấu kính. Trước tiên, chúng ta cần nhắc lại lý thuyết cần nhớ. Một nhỏ, đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ. Tia tới đi qua quang tâm. Nó ra tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. Tia tới song song với trục chính. Thì tia nó qua tiêu điểm. Tia tới qua tiêu điểm. Thì nó ra song song với trục chính. Các em chú ý, ba tia sáng đặc biệt này dùng để xác định ảnh của một điểm sáng tạo bởi thấu kính hội tụ. Chúng ta sang phần 2 nhỏ. Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Khoảng cách từ vật đến thấu kính được ký hiệu là chữ D và F là tiêu cự của thấu kính. Khi vật ở rất xa thấu kính, cho ảnh thật ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật. Khi D lớn hơn 2F, cho ảnh thật ngược chiều với vật và cũng nhỏ hơn vật. Khi D lớn hơn F, nhỏ hơn 2F, cho ảnh thật ngược chiều với vật nhưng lớn hơn vật. Khi D lớn 0, nhỏ hơn F, cho ảnh ảo cùng chiều với vật và lớn vật. Chúng ta vận dụng những kiến thức mà thầy vừa nêu ở trên để làm một số bài tập cơ bản về thấu kính. Đầu tiên, chúng ta đi vào câu hỏi thứ nhất, câu 1. Cho hình vẽ bên, hỏi tia nào là tia nó của tia tới SI? A. Tia IR1. B. Tia IR2. C. Tia IR3. D. Tia IR4. Các em suy nghĩ và chọn đáp án cho thầy giáo. Dựa vào các tia sáng đặc biệt của thấu kính thì các bạn biết tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ. Nó ra song song với trục chính. Vậy B là đáp án đúng. Chúng ta sang tiếp câu thứ hai. Chiếu một tia sáng vào một thấu kính hội tụ, tia nó ra khỏi thấu kính sẽ qua tiêu điểm nếu A. Tia tới đi qua quang tâm mà không trùng với trục chính. B. Tia tới đi qua tiêu điểm nằm ở trước thấu kính. C. Tia tới song song với trục chính. D. Tia tới bất kỳ. Vậy chúng ta chọn đáp án nào trong 4 đáp án trên? Đó là đáp án C. Bởi vì tia tới song song với trục chính của một thấu kính hội tụ, nó ra đi qua tiêu điểm của thấu kính. Chúng ta sang tiếp câu thứ 3. Đặt một vật có dạng một đoạn thẳng AB trước một thấu kính hội tụ, vuông góc với trục chính và nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính. Ảnh A'B' của AB qua thấu kính là A. Ảnh thật nhỏ hơn vật. B. Ảnh thật lớn hơn vật. C. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. D. Ảnh ảo lớn vật. Để trả lời câu hỏi này thì các em phải nhớ lại đặc điểm của ảnh trong trường hợp vật nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính. Nào các em nhớ lại thì sẽ trả lời được câu này. À, chúng ta biết khi vật nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ thì cho ảnh ảo cùng chiều với vật và lớn hơn vật. Đúng rồi, D là đáp án đúng. Chúng ta sang câu tiếp theo. Đặt một vật sáng ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ. Có tiêu cự F bằng 16cm, có thể thu được ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi thấu kính này khi đặt vật cách thấu kính là bao nhiêu? A. 48cm. B. 16cm. C. 32cm. D. 8cm. Đây là một câu nữa liên quan đến đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Các em nhớ lại kiến thức mà thầy đã nêu ở đầu giờ. Thầy gợi ý, các em quan sát trên màn hình. Do ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ là ảnh thật nhỏ hơn vật, lên D lớn hơn 2F,
tức là vật nằm ngoài khoảng 2 lần tiêu cự của thấu kính. Theo đề bài thì các bạn thấy F bằng 16 cm. Từ hai điều này chúng ta thấy D lớn hơn 3 cm. Vậy đến đây các em đã chọn được đáp án cho mình chưa? Chính xác, đó là đáp án A. Thầy chúc mừng tất cả các bạn đã chọn phương án A. Trên đây là một số câu hỏi mang tính chất nhận biết và thông hiểu. Thực tế chúng ta còn có những câu hỏi ở mức độ vận dụng. Câu hỏi tiếp theo, câu 5. Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự F bằng 12 cm, đặt trước thấu kính một vật sáng AB vuông góc với trục chính, A làm trên trục chính, và cách thấu kính một khoảng 36 cm, ta thu được ảnh A phẩy B phẩy. A nhỏ, hãy dựng ảnh A phẩy B phẩy của AB và nhận xét đặc điểm của ảnh A phẩy B phẩy. Câu B, tính khoảng cách từ ảnh A phẩy B phẩy đến thấu kính. Câu C, tìm độ cao ảnh A phẩy B phẩy khi AB bằng 1 cm. Đây là một câu hỏi ở mức độ vận dụng và cũng là câu hỏi mà giờ trước thầy Hồng đã giao về nhà cho các em. Thầy tin chắc rằng có nhiều em đã giải bài này rồi. Ở bài này, trước khi giải, các em phải phân tích đề bài cho biết gì và chúng ta phải tìm những yếu tố gì. Các em quan sát màn hình, đề bài cho biết một thấu kính hội tụ có tiêu cự F bằng 12 cm, OA bằng 36 cm. Ta phải thực hiện 3 yêu cầu. Câu A nhỏ, vẽ hình nhận xét ảnh A phẩy B phẩy. Câu B, tính khoảng cách OA phẩy. Câu C, khi AB bằng 1 cm, A phẩy B phẩy bằng bao nhiêu? Chúng ta thực hiện yêu cầu đầu tiên, đó là vẽ hình nhận xét ảnh A phẩy B phẩy. Các em nhìn vào phần tóm tắt, chúng ta thấy tiêu cự của thấu kính là 12 cm. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là 36 cm. Rõ ràng vật nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính, đúng không em? Khi vẽ sơ đồ tạo ảnh, chúng ta có thể không nhất thiết phải vẽ chính xác chiều dài F bằng 12 cm và OA bằng 36 cm, nhưng chúng ta phải vẽ đúng tỷ lệ của nó, tức là OA bằng 3 lần OF. Từ đó ta có sơ đồ tạo ảnh sau. Các em biết, từ B, thầy vẽ một tia tới thứ nhất song song với trục chính, cho tia nó thứ nhất đi qua tiêu điểm của thấu kính. Từ B, thầy vẽ một tia tới thứ hai đến quang tâm, cho tia nó thứ hai tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. Hai tia nó này gặp nhau tại B phẩy. Từ B phẩy hạ vuông góc với trục chính tại A phẩy, thì ta được A phẩy B phẩy là ảnh của vật sáng AB tạo bởi thấu kính. Các em có nhận xét gì về ảnh A phẩy B phẩy? Đúng rồi, A phẩy B phẩy là ảnh của AB tạo bởi thấu kính hội tụ, là ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật. Chúng ta sang câu thứ hai, đó là ý B, tìm độ dài OA phẩy. Các em quan sát lên màn hình, thầy sẽ hướng dẫn các em cách tìm độ dài đoạn OA phẩy. Từ hình vẽ ta có tam giác OAB đồng dạng với tam giác OA phẩy B phẩy. Từ đó ta có tỷ số đồng dạng OA trên OA phẩy bằng AB trên A phẩy B phẩy. Thầy ký hiệu là 1. Tương tự, ta lại có tam giác OIF phẩy đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy F phẩy. Và ta có OF phẩy trên A phẩy F phẩy bằng OI trên A phẩy B phẩy. Từ hình vẽ ta thấy OI và AB bằng nhau, nên thầy giáo thay OI bởi AB, ta được AB trên A phẩy B phẩy. Thầy ký hiệu đây là 2. Từ 1 và 2, ta thu được một đẳng thức OA trên OA phẩy bằng OF phẩy trên A phẩy F phẩy. Tại sao lại bằng nhau? Bởi vì chúng cùng bằng AB trên A phẩy B phẩy. Chúng ta tiếp tục quan sát lên hình vẽ. A phẩy B phẩy
lại là hiệu của OA phẩy trừ OF phẩy. Vậy thầy giáo thay A phẩy F phẩy là bằng hiệu OA phẩy trừ OF phẩy. Đến đây các bạn thay số, ta được OA thay 36 trên OA phẩy ta phải đi tìm. OF phẩy thay 12 trên OA phẩy trừ 12. Chúng ta nhân chéo rồi thu gọn, ta được kết quả OA phẩy bằng 18 cm. Đây chính là đáp án đúng của câu B. Để tìm chiều cao của ảnh A phẩy B phẩy, câu C chúng ta yêu cầu tìm chiều cao ảnh A phẩy B phẩy khi biết vật sáng AB cao 1 cm. Thì chúng ta thay vào công thức 1, ta được 36 trên 18 các bạn vừa tìm ở trên bằng 1 trên A phẩy B phẩy. Đến đây chúng ta dễ dàng suy ra được A phẩy B phẩy bằng 0,5 cm. Đến đây chúng ta có đáp số của bài toán như sau. Câu A, A phẩy B phẩy là ảnh thật ngược chiều với vật. Câu B, OA phẩy bằng 18 cm. Câu C, A phẩy B phẩy bằng 0,5 cm. Thầy chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều em sẽ làm được bài này. Bởi vì kiến thức khi chúng ta vẽ đúng sơ đồ tạo ảnh và kiến thức của các bạn là trong toán học. Mà kiến thức toán học này chúng ta đã được học từ lớp 8. Thầy lưu ý với các em, trong toán học khi chúng ta đưa ra tam giác đồng dạng là phải giải thích tại sao nó đồng dạng. Đồng dạng theo góc góc hay là theo cạnh góc cạnh. Nhưng trong vật lý thì chúng ta không nhất thiết đưa ra. Bởi vì nếu chúng ta giải bài tập vật lý mà có liên quan đến toán học, chúng ta được phép sử dụng toán học ngay mà không phải lạm dụng toán học. Các em biết là khi giải toán mà chúng ta có những bài liên quan đến vận tốc, ví dụ tính quãng đường, thì các em biết là trong vật lý thì vận tốc phải bằng S trên T. Nhưng trong toán học các em có thể thay luôn bằng bao nhiêu trên bao nhiêu luôn. Tức là chúng ta cũng, toán học cũng được phép sử dụng vật lý mà không lạm dụng vật lý. Đấy là các em lưu ý. Như thế, trên đây là cách trình bày một bài tập tự luận có đủ cả 3 bước tóm tắt, lời giải và đáp số. Ngoài các bài kiểm tra ở trên lớp ra, tới đây các em có một kỳ thi rất quan trọng, đó là kỳ thi chuyển cấp. Ở kỳ thi này, chúng ta phải làm một bài thi tổng hợp, ở đó 100% câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có sự tham gia của bộ môn vật lý. Vậy thì với những câu hỏi trắc nghiệm tính toán như ở trên, mà chúng ta lại vẽ hình rồi tìm những cặp tam giác đồng dạng thì mất rất nhiều thời gian. Làm thế nào để khắc phục được điều này? Thì thầy sẽ hướng dẫn các em xây dựng một công thức thấu kính trong trường hợp vật nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính. Vậy xây dựng như thế nào? Thì các em tiếp tục quan sát lên màn hình. Xuất phát từ đẳng thức ở lời giải trên là OA trên OA phẩy bằng OF phẩy trên OA phẩy trừ OF phẩy. Thầy ký hiệu đó là 1. Thầy giáo đặt OA bằng D, OA phẩy bằng D phẩy, OF bằng OF phẩy bằng F. Đẳng thức 1 trở thành D trên D phẩy bằng F trên D phẩy trừ F. Chúng ta nhân chéo đi, được đẳng thức mới đó là DD phẩy trừ DF bằng D phẩy F. Thầy ký hiệu đó là 2. Thầy giáo chia cả hai vế của 2 cho DD phẩy F khác 0 thì ta thu được như sau. DD phẩy mà chia cho DD phẩy F thì được 1 trên F. DF chia cho DD phẩy F ta được 1 trên D phẩy. D phẩy F chia cho DD phẩy F ta được 1 trên D. Từ đó ta suy ra một công thức, đó là 1 trên F bằng 1 trên D cộng 1 trên D phẩy. Trong đó F là tiêu cự của thấu kính. D bằng OA chính là khoảng cách từ vật đến thấu kính. D phẩy chính là OA phẩy là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. Ở lời giải trên chúng ta có một tỉ số, đó là OA trên OA phẩy bằng AB trên A phẩy B phẩy. Suy ra D trên D phẩy bằng H trên H phẩy với AB bằng H, A phẩy B phẩy bằng H phẩy.
Vậy đến đây, thầy đã xây dựng công thức thấu kính trong trường hợp vật nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính. Vậy với ảnh thật tạo bởi thấu kính hội tụ hoặc là vật nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính thì thầy có công thức 1 trên F bằng 1 trên D cộng 1 trên D phẩy và D trên D phẩy bằng H trên H phẩy. Tất cả những đại lượng F, D, D phẩy, H, H phẩy chúng ta khi tính toán phải chú ý thống nhất đơn vị đo. Đấy là lưu ý. Vậy vận dụng công thức ở trên vào giải bài tập như thế nào? Thầy lán lại một chút để các em nhìn lại để giải của thầy. Chúng ta sẽ áp dụng công thức mà thầy vừa xây dựng cho câu hỏi tiếp theo. Đó là câu hỏi 5.1. Các em thấy câu hỏi 5.1 thực ra là câu hỏi 5 ở trên. Nhưng có điều là thầy đã hỏi dưới dạng khác, đó là dạng trắc nghiệm. Đúng không? Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự F bằng 12cm. Đặt trước thấu kính một vật sáng AB vuông góc với trục chính. A nằm trên trục chính. Và cách thấu kính một khoảng 36cm. Ta thu được ảnh A'B'. Yêu cầu thứ nhất, khoảng cách từ ảnh A'B' đến thấu kính là A 30cm, B 18cm, C 24cm, D 15cm. B nhỏ khi AB bằng 1cm, độ cao của ảnh A'B' là bao nhiêu? A 3cm, B 1cm, C 0,5cm và D 0,8cm. Trước khi vận dụng công thức của thấu kính, chúng ta phải kiểm tra xem bài đưa ra có đủ điều kiện để áp dụng công thức thấu kính mà thầy vừa xây dựng không. Các em thấy bài trên là vị trí của vật nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính. Bởi vì tiêu cự của thấu kính là 12cm mà vật cách thấu kính là 36cm. Đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ áp dụng được công thức. Vậy các em áp dụng thế nào? Các em quan sát lên màn hình, thầy gợi ý. Do ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ là ảnh thật lên 1 trên F bằng 1 trên D cộng 1 trên D phẩy. Thay số ta được 1 trên 12 bằng 1 trên 36 cộng 1 trên D phẩy. Đến đây, bằng phép biến đổi toán học, 1 trên D phẩy bằng 1 trên 12 trừ 1 trên 36 bằng 1 trên 18. Từ đó ta suy ra được D phẩy bằng 18cm. Vậy, đáp án đúng chính là đáp án B. Rất là nhanh. Để chọn đáp án trong câu hỏi B, chúng ta có từ công thức D trên D phẩy bằng H trên H phẩy. D đề bài thầy cho rồi. D phẩy các em vừa tìm ở trên. H là đề bài cho cao 1cm. H phẩy phải đi tìm, đúng không? Suy ra là 36 trên 18 bằng 1 trên H phẩy. Đến đây dễ dàng ta thu được H phẩy bằng 0,5cm. Vậy C là đáp án chính xác. Để tiếp tục củng cố công thức thầy vừa xây dựng, thầy đề xuất một câu hỏi tiếp theo. Đó là câu hỏi thứ 6. Đặt một vật sáng ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ, ta thu được một ảnh cao bằng vật và cách vật một khoảng 60cm. Thấu kính trên có tiêu cự là bao nhiêu? A 30cm, B 15cm, C 20cm và D 25cm. Nào, các em suy nghĩ bài trên có đủ điều kiện để áp dụng công thức thầy vừa xây dựng không? Nào, thầy gợi ý, các em quan sát lên màn hình. Do ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ là ảnh thật. Bởi vì sao? Vật nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính. Theo tính chất ảnh tạo bởi thấu kính chúng ta đã biết rồi. Lên ta có 1 trên F bằng 1 trên D cộng 1 trên D phẩy. Mà ảnh thu được lại cao bằng vật. Nên ta có D bằng 2F. Hôm trước các em đã được xem một cái ảnh rất sinh động. Khi vật ở vị trí bằng đúng 2 lần tiêu cự của thấu kính thì ảnh thật thu được cao bằng vật. Vậy D chính là bằng 2F. Chúng ta thay D bằng 2F vào công thức trên.
thì ta có 1 trên D phẩy sẽ bằng 1 trên F trừ 1 trên 2F. Và từ đó ta suy ra D phẩy chính là bằng 2F. Vậy khoảng cách từ vật đến ảnh bằng D cộng D phẩy chính là 4F và khoảng cách đó là 60cm. Đến đây các em đã biết thấu kính trên có tiêu cự là bao nhiêu chưa? Đó là tiêu cự của thấu kính F bằng 15cm. Đáp án đúng chính là đáp án B. Vậy các em thấy với những bài tập về thấu kính mà có tính toán như hai ví dụ trên, thì với câu hỏi trắc nghiệm chúng ta sử dụng công thức là tối ưu hơn cả. Bình thường ở bài kiểm tra trên lớp chúng ta phải sử dụng kiến thức hình học để làm. Thế nhưng sau khi giải xong chúng ta có thể sử dụng công thức để kiểm tra xem lời giải của các bạn có đúng không. Đây là tính ưu việt của công thức thấu kính. Và các em chú ý, thấu kính, công thức thấu kính 1 trên F bằng 1 trên D cộng 1 trên D phẩy. Công thức này chỉ được phép áp dụng trong trường hợp vật nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ. Hay nói cách khác, ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ là ảnh thật, chúng ta mới được phép dùng công thức này. Từ công thức này các bạn thấy có 3 đại lượng liên hệ với nhau: tiêu cự, vật cách thấu kính và ảnh cách thấu kính. Nếu chúng ta biết hai đại lượng bất kỳ trong công thức này, chúng ta dễ dàng tìm được đại lượng còn lại. Chẳng hạn, nếu ta biết D và D phẩy, ta sẽ tìm được tiêu cự. Nếu ta biết F và D, ta tìm được D phẩy. Và tương tự, nếu ta biết F và D phẩy, ta cũng tìm được D. Đấy là các em chú ý. Với thời lượng của chương trình, thầy chỉ xây dựng được công thức trong trường hợp vật nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính. Thầy yêu cầu ở nhà các em xây dựng cho mình một công thức thấu kính trong trường hợp vật nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính. Để củng cố bài học ngày hôm nay sâu hơn, thầy có đề xuất cho các em 3 bài tập sau. Đó là 3 bài toán tự luyện. Bài 1, hãy xây dựng công thức của thấu kính hội tụ trong trường hợp vật nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính. Đó là điều thầy vừa gieo. Câu 2, cho thấu kính hội tụ có tiêu cự F bằng 12cm, đặt trước thấu kính một vật sáng AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính, và cách thấu kính một khoảng 8cm, ta thu được ảnh A'B'. Câu A, hãy dựng ảnh A'B' của AB và nhận xét đặc điểm của ảnh A'B'. Câu B, tính khoảng cách từ ảnh A'B' đến thấu kính. Câu C, tìm độ cao ảnh A'B' khi AB bằng 1cm. Bài 3, cho thấu kính hội tụ có tiêu cự F, đặt trước thấu kính một vật sáng AB vuông góc với trục chính, mở ngoặc A nằm trên trục chính, đóng ngoặc, ta thu được một ảnh cao gấp 3 lần vật và cách vật một khoảng 72cm. Chấm tìm tiêu cự của thấu kính. Qua bài học ngày hôm nay, các em đã biết vận dụng những kiến thức đã học vào để giải một số bài tập về thấu kính. Buổi học hôm nay đến đây là hết. Thầy chúc các em học tốt. Thầy chào tất cả các em.